đến được cho những khách hàng tiềm năng của các anh chị, cũng mong muốn là được hợp tác với các anh chị trong thời gian tới để làm cho những cái chương trình các anh chị cũng có thể thấy trên màn hình đó. Cũng nhân đây thì tôi cũng đề nghị các chị là kiểm tra cái phiếu ở trong cái profile mà các chị có nhận đó, giúp đi vào một số cái câu trả lời để cho giúp đội tổ chức sẽ có những cái đánh giá lại của chính mình. Cảm ơn các chị có thể gửi lại cho chỗ leadership team. Một cái mà cuối cùng tôi cũng muốn nói ở đây nhưng cũng chưa hết là sau buổi hội thảo này tôi xin trân trọng mời các anh chị tham dự một cái buổi trưa cùng chúng tôi tại nhà hàng Square lầu 2 của khách sạn này. Xin trân trọng mời anh chị. Xin cảm ơn.